Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh nhiều nước đang thực hiện bình thường hóa với Covid-19 và trẻ em thì đi học trở lại, mới đây Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC của Mỹ đã cảnh báo khủng hoảng sức khỏe tinh thần đối với trẻ em Mỹ đã tệ hại hơn trong đại dịch Covid-19. Trong khi đó, thì dịch bệnh tại Hàn Quốc vẫn đang diễn biến phức tạp khi ngày thứ ba liên tiếp ghi nhận hơn 100.000 ca mắc mới do sự lây lan của biến thể Omicron. Ở một diễn biến khác, Australia đã chính thức mở cửa trở lại với du khách quốc tế từ ngày 21 tháng 2, trong khi giới khoa học Anh cảnh báo nguy cơ dỡ bỏ cách ly và xét nghiệm sẽ tạo ra những hậu họa. Đây là những thông tin chúng tôi sẽ tổng hợp và chuyển đến quý vị ngay bây giờ trong phần tin tức COVID-19 trên phạm vi toàn cầu. Theo hai nghiên cứu được tiến hành từ năm 2020 đến tháng 1 năm 2022, số lần các em nhỏ được đưa tới khám về các vấn đề liên quan tới bệnh COVID-19 đã tăng lên trong suốt thời gian đại dịch. Ngoài ra, các lần khám liên quan đến các vấn đề sức khỏe hành vi cũng gia tăng, đặc biệt ở trẻ em từ năm đến 17 tuổi, trong đó các bé gái ở độ tuổi vị thành niên có xu hướng gia tăng suy nghĩ tiêu cực về nhiều vấn đề của cuộc sống. CDC Mỹ khuyến nghị cộng đồng nâng cao nhận thức và quan tâm đến sức khỏe tinh thần ở trẻ em và thanh thiếu niên trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn còn hiện hữu. Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc ngày 20 tháng 2 cho biết, số ca COVID-19 mới phát hiện trong 24 giờ qua ở nước này là 104.829 ca. Như vậy, số ca mới này tăng 26% so với một ngày trước và vẫn hơn mức 100.000 ca, cho dù có ít xét nghiệm hơn vào cuối tuần. Chính phủ Hàn Quốc dự báo đỉnh dịch của làn sóng lây nhiễm này sẽ rơi vào cuối tháng 2 hoặc đầu tháng 3, với số ca mới có thể lên tới 180.000 ca vào ngày 2 tháng 3. Từ ngày 21 tháng 2, Australia chính thức mở cửa đón du khách quốc tế, gần 2 năm sau khi đóng cửa đường biên giới do bùng phát dịch COVID-19. Việc Australia mở cửa cho du khách là ví dụ rõ nhất cho thấy sự chuyển hướng của chính phủ nước này từ cách tiếp cận quét sạch COVID-19 trong cộng đồng sang sống chung an toàn với virus và tiêm phòng đã giúp giảm thiểu số ca tử vong và mắc bệnh ca nặng. Các nhà khoa học Anh cảnh báo về nguy cơ dịch bệnh COVID-19 sẽ gia tăng trở lại nếu như chấm dứt đột ngột các quy định về làm xét nghiệm COVID-19 và cách ly. Cảnh báo này cũng phù hợp với hướng dẫn cập nhật của tổ chức Y tế thế giới về WHO, trong đó nói rõ việc gián đoạn hay rút ngắn các biện pháp xét nghiệm và cách ly sẽ làm gia tăng nguy cơ lây nhiễm trở lại.